khá là to mọi người ạ. À, mình câu ở ngoài chợ cách mình khoảng 2 cây. Ao là ao nhôm. À, mọi người biết điều đặc biệt gì ở con cá này không? Đây là một con cá chép giòn nhé mọi người nhá. Nó có cả mã vạch luôn. Nó có cả mã vạch đây này. Đây này, cái gì đây? Cá chép giòn Hải Dương, cá sạch Hải Dương này. Đấy, ừ, đấy. À, mình hôm nay mình sẽ làm cái món cá chép giòn mà thôi, bí mật đã. À, để cho mọi người biết hôm nay tức là con chép giòn. Con chép chép giòn với con chép bình thường là nó sẽ khác biệt nhau ở chỗ nào nhá. Với cái cá chép bình thường mà anh em mình hay đi câu ấy, một con tầm 5 cân như thế này thì giá nó rơi vào khoảng 300.000. Nhưng mà con cá chép giòn 5 cân ấy thì nó số tiền của nó là gấp 3 cơ. Mà thế. Hơn 1 triệu một chút. Và cái thịt của nó ấy ăn cực kỳ giòn, cực kỳ dai nhá mọi người nhá. Ngày xưa mình còn làm nhà hàng, có một đợt mình ăn cá chép giòn om dừa ấy, xong rồi lấy còn phải lấy kéo ra để cắt mà không cắt được thịt nó. Tí nữa mọi người sẽ biết xem là cái thịt cá chép giòn nó sẽ như thế nào nhá. Để thấy này. Mổ trước chứ. Hả? Mổ. Mày nói làm chia lên. Hôm nào mình bắt cá to mình sẽ làm vảy chia sau nhá. Còn hôm nay là chỉ sẽ làm một món cực kỳ ngon luôn. Cái da của nó rất là dai nhá mọi người nhá. Không biết là nó có ăn có đầy lắm không, nhưng mà đạn vãi chửi nha nhờ anh nhỉ. Nhìn về hình thù của nó ấy thì giống hết một con cá chép bình thường, nhưng mà nó có thêm cái khuyên này. Đấy, và cái thịt của nó sẽ ngon hơn nhá. Đấy, vậy là con cá chép của anh em mình nó đã hóa rồng nhá mọi người nhá. Rồi cho mọi người xem lại. Vẫn còn mã vạch vẫn còn nguyên này nhá. Ấy, tí nữa sẽ anh em mình sẽ ướp nó lên. Hôm nay gia vị thì có rất là nhiều hành, sả, gừng, tỏi, ớt các kiểu. Đấy, dầu hào này. Mắm muối mình chín này. Ướp vào khoảng tầm 15 phút thì mình sẽ đem hấp với những cái gọi là trái cây và rau củ quả mà mình đã chuẩn bị nhá. Đó. Thêm gì nữa. Úi dồi. Hơi mát tay. Này, khứa ra để cho nó ngấm gia vị này nè. Khứa vừa thôi, bên đừng chọc thủng nó nhá. Thủng đâu. Đường nè. Đó. Một chút đường thôi. Cái khá là cay đấy, tại vì ớt cũng khá là nhiều nhá mọi người nhá. Ớt nào mà ớt chẳng cay. Rồi, để trộn đều cái gia vị này ra nhìn nhau. Bây giờ sẽ bắt đầu ướp nhá. Ở đây, toàn bộ con cá của anh em mình đây nhá. Đó. Làm mà mình cắt ra thế này để cho nó ngấm gia vị ngon hơn nhá. Ướp trong khoảng, mình sẽ quyết định ướp trong khoảng tầm 30 phút như vậy. Cho nó đủ ngấm gia vị à? Đúng rồi. Đã đủ ngấm gia vị. Nhìn nó ngon nhỉ, như kiểu con cá chép bay ấy nhỉ. Cá chép chuồn chuồn. Đây. Wow. Thơm nhỉ. Cực kỳ thơm ngon. Thịt con này nó nạc nhỉ anh nhỉ. Siêu nạc luôn. Ngon đấy. Thôi cái tỉ luôn đấy. Vấn đề là bây giờ mình sẽ đem hấp. Nhưng mà bây giờ đang vấn đề là hấp bằng cái gì cho nó vừa đây. Hấp luôn bằng cái này nhỉ. Hấp bằng cái này thì to không nấu được đâu. Được, mình có chảo siêu to khổng lồ mà lâu ngày không chơi được mà. Rồi, để đây nhá.
Đó, sau khi được khoảng tầm 30 phút thì mình sẽ bỏ con cá ra đây nhá. Nó đủ ngấm rồi đấy anh nhỉ? Đủ ngấm nhá, từ từ. Đấy. Giờ đây, cho nó hấp ra nguồn, không cần phải chuẩn bị. Không, hôm nay mình sẽ không hấp mà sẽ đun theo kiểu như kiểu cách thủy nhá mọi người nhá. Kiểu dạng như là mình ngày xưa hầm gà. Gà kiểu gà chơi ấy nhỉ. Để cho cái nước của nó đấy. Mình sẽ cho một lớp hành xuống dưới để cho cái nước của nó không phát đi đâu được mà sẽ nằm hết ở trong này luôn nhá. Chỉ nói cho em là hai cái mắt. Ok. À đấy, lấy cái kéo, à lấy dao. Bây giờ mình sẽ cắt vào cái mã QR nhá, cái mã mà của con cá chép. Cái mã tiền triệu đấy. Đấy. Chứ không để là hấp lên nó còn dính nhựa. Mã nó còn dài. Khuyên 1 triệu. Đó, nhìn này. Đấy, bây giờ là giải các thứ lên nữa nè. Cá thì không thể thiếu thanh hào được. Tí nước mình giải như anh thanh hào ấy. Không, giải luôn. Giải luôn à? Đấy. Thế trước. Đấy. Thế trước để cho má bấm vào đây. Đó. Mọi người thấy là bắt đầu hấp dẫn dần chưa? Mình đấy. Đừng có đua với anh em mình nhé. Hấp dẫn được chưa? Biết hơi bị ẩm thực đấy. Đó. Cà chua này. Chứ như cái nước này nó chảy ra cũng rồi ăn hết dơ luôn thì. Hết luôn. Ý. Đó. Hôm nay anh em mình phải làm một nồi gà hầm với anh nhỉ? Gà tuần đấy. Gắn để đắp xuống dưới. Chấm ăn thi. Đó, thấy chưa? Mọi người thấy hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa? Đây gọi là ba ba ông chảo. Đấy. Và cái cuối cùng. Sợ nó đầy quá không kín nhưng lại được nắp. Rồi, ok. Quá là hấp dẫn luôn. Đó, bây giờ là anh em mình chỉ việc nấu lên thôi. Nhưng mà bây giờ sẽ cho mọi người xem cách nấu của anh em mình đặc biệt. Để em dành nóng bếp rồi. Tiếng. Tò te đây là ban kèn hơn. Tò te, nếu anh nào muốn chơi mau lại đây chúng ta cùng te ti. Tò te ti. Đấy, sẽ làm như kiểu là đấy. Nổi luôn. Nó sẽ kiểu như là hầm cách thủy ấy nha mọi người nhá. Sông hơi đấy. Không phải là sông hơi là hấp. Tại vì cái chảo của anh em mình không có vung, thế nên là mình đã nghĩ ra cái cách gọi là hầm cách thủy như này. Đấy, bây giờ sẽ đậy vung nó làm. Này em mới vừa zin. Nó rất là kín đấy, ngược. Đúng rồi. Nó rất là kín, thế nên là đó. Thế nên là sẽ không bị cái nước từ đây bay vào trong. Nếu mà hấp ấy thì nước nó sẽ vào trong rất là nhiều. Còn nấu như thế này ấy, thì nó sẽ lấy cái hơi nóng mà nó ninh chín được kia. Mặc dù là sẽ rất là lâu, ninh sẽ khoảng tầm trong vòng từ 3 đến 4 tiếng thôi nhé mọi người nhé. Nhưng mà nó nguyên chất đấy nhỉ? Nó sẽ nguyên chất và tất cả những cái tinh túy từ những cái rau củ quả và những cái đồ ướp của anh em mình nó sẽ ra nước và nó chảy xuống bên dưới cái chậu của anh em mình. Đây là cái gì nhỉ, cái xe rùa của anh em mình nhỉ? Nhưng mà xe rùa anh em mình trưng dụng bật. Tự thiết kế đấy. Bật này anh ạ. Chấm đây. Đấy. Bắt củ rồi mà. 30 phút rồi nó mới sôi nhá. Bây giờ bắt đầu nó sôi ác lên cái mặt của cái nồi xe rùa của anh em mình nhá. Cái món này thì nó cực kỳ là mất thời gian. Tại vì sao mọi người biết không? Nó là hấp cách thủy. Đáng nhẽ ra nó phải có một cái vung nữa thì nó sẽ nhanh, nhưng mà anh em mình chưa thiết kế vung. Tại vì sao? Vung thì cái hơi nó hấp xuống, nó sẽ giỏ cái nước hơi nước xuống dưới.
và nó làm mất cái vị ngọt của con cá đi. Thế nên là anh em mình quyết định sẽ nấu 4 tiếng, phải tầm 4 đến 5 tiếng để cho nó chín con cá ở trong này nhá mọi người nhá. Chín từ từ, chín dần dần. Tại vì nó là cá chép giòn nữa, thế nên là phải lâu hơn, chắc là mình nghĩ phải tầm 5 tiếng nữa. Đấy. Anh em mình phải ninh cho nó bở hết giòn thì thôi. Đấy. Lấy thêm củi đi, lấy thêm củi đi. Ok luôn. Úi, sủi à. Tôi đã yêu em lâu rồi. Tình hình là sủi chục chục luôn anh ạ. Tình hình là được khá là lâu rồi nhé mọi người nhá. Cho mọi người xem qua xem nào. Ui xa. Wow, thấy chưa? Chín rồi anh ơi. Ui à, chưa. Cái nước nó chảy ra kìa. Ngon chưa, ngon chưa? Bây giờ anh em mình sẽ cho ra nhá. Từ từ xem chín chưa đã. Chà chà. À, vẫn chưa mà chín chít chít chít. Em sợ chua lắm tại vì nước khế nó già. Không. Chua đâu. Bây giờ chua ra gì vậy? Bây giờ bỏ củi đi đã. Anh ơi, gọi để kia. Em đi chơi nhờ chơi chú nhá. Gọi thằng nào ra đây để chiêng nó ra. Ê! Chú ơi! Ra 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 về đi. Ui, nó bắn nước té lê này. Từ từ bỏ đi, kiếm rẻ. Nó bắn người lắm anh ơi. À, khá là nóng mọi người ạ. Gọn nhé, không bị mất ăn đấy. Mở cái này ra. Mở ra đi, mở ra đi. Mở ra. Ui dồi ôi. Ui, nó mốt đầu luôn anh nhỉ. Nào, cầm chắc nhá. Chín này ngon lắm ấy. Từ từ. À, mình cầm bê một phát, hai bên bê một phát thì nó dễ hơn. Đấy. Ui, ngon lắm ấy. Tao đặt ra đây, đặt ra đây. Wow. Wow. Đó. Thơm lắm. Nào, kiếm vào trong, kiếm vào trong này, chén đi. Tôi đã cái yêu em lâu rồi. Sao em chẳng nhận ra. Tôi đã yêu em như là yêu bạn tình ta. Chén đi. Ta mở bỏ hẳn cái kia ra là xong rồi. Đây là món cá chép giòn nấu cách thủy của anh em mình nhá mọi người nhá. Đó. Ây da da. Đây từ từ, bây giờ phải lột nó ra đã. Ấy, thấy chưa? Mọi người thấy hấp dẫn chưa? Wow. Wow, đây. Ấy, thấy chưa? Wow. À. Mọi người ấy, bố hết bát đây để con. Đây. Ừ. Sao nó mềm thế nhỉ? Nhìn giống con đại bàng lắm nhỉ? Đây là gọi là cá chép bay. Cá chép bay. Chép giòn sau khi đấy thì nó sẽ sắp tơi bở đấy. Nó sẽ không bị ở bở thế nhỉ? Ừ, mình thử xem nào. Mẹ em không bắn. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Ngọt nó ngon nhưng mà không giòn nhỉ? Hay là mình ninh lâu quá? Bà cái này. Bà ơi, nó còn đấy không? Không đấy, lấy đi, lấy đi. Hình như không phải giòn nó vẫn trực trực nhưng mà. Mình dữ quá. Cái ninh lâu quá. Không phải, cá này là cá. Mình mua thì cá đều mọi người nhá. Phải cá ngon và nó là cá kiểu thủy loại chứ không phải. Loại đều. Thải loại. Con này là mua hơn 1 triệu đấy, 1 triệu 50 tính ra là 200.000 một cân. Chép giòn thì chép giòn nếu mà giá 200.000 một cân là phải cá chép giòn loại 1. 170 là đã nói rồi, 200.000 là phải loại 1 rồi. Nhưng mà tại sao là nó lại mềm như thế này? Nhưng mà ăn lại ngon. Ăn nó ba như đủ chứ bình thường. Hả? Hơn. Nó khác cái đường là nó. Bà hơn cái đường luôn. Tao thử miếng nào. Bố thử đi. Ba thử xem nào. Miếng con mắt này. Hôm nay mình bị hớ rồi mọi người. Mua thì con chép giòn đấy, cái nước nó ra này. Ừ, ngon, mắt là ngon. Giòn này mà. Không, nó giòn mà. Giòn này mà. Giòn mà. Không, giòn đâu, đây là mềm. Nhưng mình mềm, 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 cắm giòn á, dương om dưa hoặc là chép giòn om dưa lấy kéo phải lấy kéo cắt ra. Xé cơ. Đây mình còn hóc chứ không phải là kia đâu.
Không, con này là cái này cũng chật chật nhưng mà như kiểu là cả cả cũ, cả ta cũ ấy nhỉ. Con này còn cũ rồi. Con này chỉ cũ thì nó bị giòn á. Con này chỉ xứng làm cá ta thôi. Cá ta, cá tự nhiên. Nấu nấu kiểu này nó ngọt mọi người. Cái nước này, ui, cái nước này. Thôi bà ơi. Đó, đưa đưa cái đĩa đây. Vẫn ngon lắm mọi người ạ. Cái nhưng mà này là bằng cái em mình chỉ thắc mắc là tại sao mà không giòn luôn. Lấy hai cái đĩa chảy xương. Hai bên này mình lấy nó nghe nó yêu anh nhỉ. Yêu ngon nước mắm. Đây đây, chỗ này mới là chỗ giòn nhất này. Cái này là có giòn. Đấy, chỗ này là chỗ giòn nhất. Nếu mà chỗ này không giòn nữa thì nó vẫn đá chắc cá. Nhìn nó hơi biết hơn một tí thôi, không vẫn giòn mà tức là con cá chép giòn này nó chỉ ở cái mức là F3, F4 thôi, không đến cái giá là F1. À không cần cái giá cái gọi là cá chép giòn loại người bị hớ. Cái này á, mình mua nếu mà chuẩn giá chắc 120 một cân. Đây, cho cá ra đĩa này. 120 một cân thì nó còn đắt. Thật. Thôi được nhưng mà có một mình bữa ăn ngon là có cơm chan canh rồi vào ăn chứ. Có một bữa ẩm thực là ngon thế này là cũng ổn rồi mọi người. Rất là đẹp. Mọi người mà muốn ăn như kiểu anh em mình ấy làm hấp lên hoặc là rất là ngon nha mọi người. Ăn cơm đây. Đặc biệt là cái nước của nó đây này. Đây này. Thấy chưa? Thấy cái nước của nó ra nước chưa? Tại sao không thế? Rồi. Nước nữa. Đặc biệt là cái nước của nó nhá. Cho mình chú miếng là rau chua chua. Siêu ngon luôn. Trước mỗi cái là không phải cả cá giòn, cả cá chép giòn. Con này được nhăn con không? Hả? Con không phải chấm ở dưới đi rồi. Con ấy, nó phải giòn thì cá ít nhất phải được như thế. Cá chép giòn, cá trắng giòn. Không phải là coi là một. Ăn trước chưa phải cho con. Cá là một phải là cá thanh long. Cái loại này mua đấy mở bài đặt cho mở bài đặt cho con này không phải hồng lần sau không có đống lẩu ở đây à, không có đống lẩu để mãi trong vẫn dài bình thường không có lớn lắm. Ủa, mình ăn lẩu nhá là mình cứ thế nhưng mà ninh lẩu tức là cá chép giòn lại thái sắc cúc ra như thế này á, ninh vào nồi lẩu phải đến tầm 10-15 phút mà nó cho ra vẫn giòn vẫn lớn bình thường cái loại om om thế này một tí này á. Tức là mình vừa nấu mình cảm thấy nó chín rồi chứ không phải là để nó nhừ được cả, nó không thể nhừ được cá chép giòn không thể nhừ như vậy, nó bã rồi, nó bã luôn, nó không thể nhừ như thế này được mà nó sẽ phải thành khuân, chọc một cái xúc được thành khuân. Làm ăn mất uy tín của anh nhỉ? Nào, chưa nào. Không có điều uy tín đâu cả. Nếu mình sai thì mất uy tín. Nhưng mình uy tín này mà. Mặt đầy uy tín. Mặt đầy uy tín.